tục kết hôn thử, kỳ quái trong hoàng thất Đại Thanh. Hoàng đế nhà Thanh trước khi cử hành hôn lễ phải tuyển 8 cung nữ, dung mạo đoan trang, có danh phận, xem như vật thí nghiệm thực hành chuyện phòng the. Quy định này được xem là tục kết hôn thử có 102 trong lịch sử Trung Quốc. Sinh con nói giỏi tông đường luôn là chuyện đại sự, chuyện thiên thu vạn đại ở Giang Sơn xã Tắc. Chính vì vậy, các đấng nam nhi trong hoàng thất xưa đều kết hôn từ rất sớm, thường từ 13 đến 17 tuổi. Thậm chí, ở nhiều triều đại, chuyện lâm ngự cơ thể nữ nhi, thành thục chuyện giường chiếu được xem là một tục lệ bắt buộc đối với hoàng đế. Thái tử trước khi cưới, có những vị vua còn sinh con trước lúc thành thân. Hoàng đế Si Đần, Tư Mã Trung, thời Tây Tấn, cũng là người có con với tài tử hậu cung Tạ Am trước khi cưới Giả Nam Phong. Năm đó, Tư Mã Trung mới 13 tuổi. Để giúp con hiểu rõ chuyện phòng the, Tư Mã Viêm đã cho triệu tài nữ Tà Am vào Đông Cung để giảng giải cho Tư Mã Trung. Lúc này là thái tử. Ít ai ngờ, lúc Tà Am rời khỏi cung đã mang trong mình giọt máu của hoàng tộc, về sau sinh cho vua một quý tử. Văn Thành Đế nhà Bắc Ngụy cũng làm cha năm 14 tuổi, dù tới 17 tuổi mới chính thức kết hôn. Nhưng tục kết hôn thử thì chỉ tồn tại duy nhất trong hoàng thất Đại Thanh, và đó được xem là quy định chính thức mà các hoàng đế thái tử đều phải tuân theo. Những cung nữ được tuyển chọn làm vật thí nghiệm sẽ nhận bổng lộc vua hàng tháng và không phải làm những công việc thường ngày trong cung. Vì vậy, nhiều mỹ nữ sau khi được tuyển vào cung đều mong muốn có được cơ hội ngàn vàng để thoát khỏi bể khổ. Ngoài 8 cung nữ chính thức, còn có thêm 16 cung nữ được phủ nội vụ tuyển chọn để phục vụ hoàng đế, nhưng không ai được phép hắt hơi, ho hắng, khạc nhổ hoặc phát ra bất kỳ âm thanh khiếm nhã nào làm kinh động tới long thể. Ngày 29 tháng 8 năm 1886, tờ New York Times cũng đăng tải bài báo có nhan đề những tiết lộ thú vị về cuộc sống hoàng thất triều Thanh Trung Quốc. Trong đó chỉ rõ, một năm trước khi chính thức lập thái tử phi, phủ tông nhân sẽ chọn ra cung nữ lớn hơn thái tử một tuổi tới đông cung giúp vị hoàng đế tương lai này thu nạp kiến thức làm chồng. Nếu thái tử ưng ý và được sự chấp nhận của hoàng thượng, hoàng hậu, cung nữ này sau đó sẽ được làm thành phi tử. Tục lệ kết hôn thử này được lý giải là để giúp các tiểu hoàng đế, tiểu thái tử thu lượm kinh nghiệm về chuyện phòng the, tránh cảnh đố kỵ về sau giữa chính cung nương nương và các phi tử. Một sự thật thú vị không kém là nghi thức này cũng được thực hiện khi các công chúa triều Thanh xuất giá. Sau khi được kén chọn, định thời gian thành thân, phò mã tương lai sẽ được hoàng thái hậu hoặc hoàng hậu đích thân tuyển cho một người cung nữ xứng đáng và làm vật thí nghiệm với danh phận tạm thời là các cách thí hôn. Cung nữ này sẽ tới nhà phò mã và chung đụng giường chiếu với anh ta ngay tối đó. Sáng hôm sau, các cách giả này sẽ được triệu về cung, bẩm tấu tường tận với thái hậu hoặc hoàng hậu những khuyến khiếp về sinh lý, đặc điểm tính cách của phò mã. Nếu mọi thứ tốt đẹp, công chúa sẽ chính thức thành thân, còn cung nữ này sẽ được giữ lại nhà phò mã làm tỳ thiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.